Ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh xuất hiện với ngoại hình gây hoang mang sau cơn bỏ bệnh. Sau thời gian bị bệnh nặng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mới đây xuất hiện trong lễ giỗ của Sơn Giả Bạch Mai. Ngoại hình của nam nghệ sĩ khiến nhiều người xót xa. Trong làng cải lương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là cái tên gạo cội được rất nhiều khán giả yêu mến. Tên tuổi của ông gắn liền với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng có thể kể đến như Trạm Trình Ân, Thái Tử Đan Dạ Gái, Thần Nữ Ngũ Linh Kỳ. Thế nhưng, đáng tiếc là sức khỏe của Vũ Linh trong khoảng 5 năm trở lại đây không được tốt, từng có thời điểm ầm lồm mà bệnh, cuộc sống lẫn đường ruột đều có vấn đề nên không thể đi diễn. Đó cũng là lý do ông Hoàng Cải Lương vắng bóng trên sân khấu suốt thời gian dài. Vừa qua nhân dịp giỗ tổ của cố nghệ sĩ Sơn Giả Bạch Mai, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh xuất hiện hội ngộ với các đồng nghiệp trong một clip được chia sẻ rầm rộ trên TikTok. Nam nghệ sĩ phấn khởi vì được gặp lại đàn em, ông đứng trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Điều khiến mọi người chú ý là ngoại hình già đi trông thấy, gầy gò của ông Hoàng Cải Lương, gương mặt hốc hác, cánh tay trơ xương của Vũ Linh khiến hậu bối lẫn khán giả phải lo lắng. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ còn liên tục dặn dò đàn anh phải cố gắng ăn uống tầm bổ nhiều hơn. Cộng đồng mạng thì tỏ ra sốt sắng thay cho Vũ Linh, chú Vũ Linh mấy chục năm tuổi. Nay nhìn chú yếu quá, mong chú thật nhiều sức khỏe, thời gian không bỏ sót một ai. Nhìn ông già rồi nhưng ca vẫn còn hay lắm. Thích chú từ nhỏ, chúc chú khỏe mạnh, chú nay ốm yếu hom hem quá, thân hình gầy còn xương vùi ra. Dù vậy, vẫn có tín hiệu đáng mừng là thần sắc của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trông khá tươi tỉnh, minh mẫn. Ở độ tuổi ngoài 60, khán giả chỉ mong rằng nam nghệ sĩ vẫn giữ được sức khỏe và được gặp ông trên các sân khấu cải lương. Cách đây vài tháng, nhiều nghệ sĩ như Lê Thủy, Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm, Thoại Miêu đã đến nhà thăm hỏi nghệ sĩ Vũ Linh. Dù sức khỏe không quá tốt, nhưng ông vẫn hào hứng trò chuyện với đồng nghiệp. Trước đó, trong lễ trao giải mai vàng, ông Hoàng Cải Lương đã tài xuất diễn cùng Bình Tinh. Mặc cho Lâm bỏ bệnh nhiều năm, nhưng Vũ Linh vẫn giữ được giọng hát hào sảng đầy cảm xúc. Bình Tinh cho biết mới đây, nghệ sĩ Vũ Linh đích thân xuống thăm khiến cô bất ngờ. Nữ ca sĩ mong ba nuôi có thể trở lại với nghệ thuật trong thời gian sớm nhất. Trên trang cá nhân, Bình Tinh chia sẻ loạt ảnh mới của nghệ sĩ Vũ Linh và cảm nhận được sự quan tâm của khán giả. Nữ nghệ sĩ cho biết những ngày qua dù bận rộn với công việc nên cô không có thời gian gặp ba nuôi. Đến hôm nay, khi thấy như quán quân sao nổi ngôi mùa đầu tiên, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đến thăm sẵn tiện thắp hương cho cố nghệ sĩ Bạch Mai. Đồng thời, Bình Tinh chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Xuống thăm con gái là được, khỏe re rồi, còn mắng yêu một trận mới chịu về, chết rồi, bất hiểu bỏ bà không thèm lên thăm, lo cày quá trời, làm quà bán mạng hay sao, hả con. Cái gì cũng từ từ, quan trọng sức khỏe chứ con, thương lắm ba con mắng là con còn vui. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.